Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh thoái vị, dân chúng được sống trong bầu không khí tự do mà không bị ràng buộc bởi các lề luật phong kiến. Ngòi bút của giới văn nhân đương thời cũng vì vậy mà không còn bị hạn chế. Vào khoảng thời gian mà chế độ phong kiến mới sụp đổ trên mảnh đất Trung Hoa, xã hội nước này đã lưu hành không ít các giai thoại giã sử về Thanh Cung. Thậm chí có những tin đồn còn được đăng tải trên báo chí đương thời hay được xuất bản thành sách. Và trong số những giai thoại giã sử từng thịnh hành vào thời bấy giờ, những tin đồn cũng như những giả thiết có liên quan tới Tử Hy Thái Hậu nhận được rất nhiều sự quan tâm. Tử Hy Thái Hậu, họ Na Lạp Thị, tên tự Ngọc Lan, là mẹ của Hoàng đế Đồng Trị. Dì thực chất cũng là mẹ của Hoàng đế Quang Tự. Thực hiện cái gọi là buông rèm nghe chính sự trong suốt 48 năm, là 48 năm tai ương khủng khiếp nhất của chế độ phong kiến Trung Hoa. Cuộc đời của Tử Hy Thái Hậu gắn liền với triều đại Mãn Thanh, triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Hoa, đang trong giai đoạn suy tàn và khủng hoảng tột độ. Từ một mỹ nữ trong dân dã được chọn vào cung làm quý nhân, rồi từ địa vị quý phi nhảy lên ngôi thái hậu, thâu tóm quyền lực, gây bao tội ác. Trong số những tin đồn xoay quanh Tử Hy, phổ biến nhất phải kể tới câu chuyện về đời sống riêng tư hỗn loạn của lão Phật gia này. Thanh Đại Giã Ký có ghi, năm xưa trước phút lâm chung, Hàm Phong Đế từng đưa cho Hoàng hậu Từ An một di chiếu bí mật. Trong đó viết rằng nếu sau này có kẻ cả gan cậy con mình được làm hoàng đế mà kiêu căng, coi thường vương pháp thì có thể dùng tới đạo di chiếu ấy để xử chém. Không khó để nhận ra đối tượng được nhắc tới trong di chiếu bí mật của Hàm Phong, không ai khác ngoài Tử Hy, người sở hữu địa vị chỉ đứng sau Tử An và cũng là mẹ ruột của hoàng đế kế vị sau này. Nhìn vào hành động của Tử Hy sau đó, có thể thấy động thái đề phòng năm xưa của Hàm Phong Đế quả thực không hề thừa thãi. Cũng theo tài liệu giã sử nói trên, Tử Hy năm xưa từng có lần mắc phải chứng băng huyết mà không công bố nguyên nhân. Thanh Đại Giã Ký cho rằng lý do khiến Thái Hậu dù đã thủ tiết mà vẫn mắc phải bệnh này là vì bà đã từng sảy thai. Theo đó, khi tiên đế băng hà, Tử Hy thường xuyên cắt cử Lý Liên Anh ở bên ngoài tìm kiếm những thiếu niên trẻ tuổi tuấn tú, sau đó bí mật đưa vào nuôi dưỡng trong hoàng cung. Vị Thái Hậu này rất có thể đã mang thai với một trong số những nam sủng ấy, tuy nhiên lại không giữ được đứa bé nên mới mắc phải chứng băng huyết. Thậm chí giai thoại trên còn cho rằng những người từng có mối quan hệ thể xác với Thái Hậu đều bị xử tử sau khi xong chuyện nhằm mục đích diệt khẩu. Sở thích phòng the của Tử Hy Thái Hậu. Theo những gì mà người ta đồn đại về Tử Hy, thì vị Thái Hậu này nổi tiếng khắp hậu cung về lối sống bê tha, dâm loạn. Trong đó có rất nhiều người nổi tiếng thời điểm đó cũng đã phải qua tay người phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp này. Bộ sưu tập tình nhân của Tử Hy Thái Hậu có đủ mọi hạng người, từ vương gia, tiểu nhị, phú thương và thậm chí có cả thái giám. Cung thân vương Dịch Hân. Dịch Thân Vương là con trai thứ 6 của Hoàng đế Đạo Quang, là em trai cùng cha khác mẹ của Hoàng đế Hàm Phong. Xét về vai vế, ông là em rể của Tử Hy Thái Hậu. Tuy nhiên mối quan hệ giữa Tây Thái Hậu và người em rể này lại không hề đơn thuần. Chính sử Thanh Triều có ghi chép, Tử Hy trước khi tiến cung đã từng là tình nhân của Dịch Thân Vương, tình cảm vô cùng thắm thiết. Khi đó Dịch Hân còn tặng cho bà nhiều trân châu, đá quý. Cũng từ đó mà Tử Hy có niềm say mê đặc biệt với ngọc ngà châu báu. Sau này Tử Hy tiến cung làm tú nữ, đường quan lộ của Dịch Hân cũng nhanh chóng thăng tiến. Khi Hàm Phong hoàng đế qua đời, Tử Hy đã liên thủ với Dịch Hân tiến hành chính biến Tân Dậu, hòng đảo chính. Sau khi người phụ nữ này nắm quyền nhiếp chính, Dịch Hân lúc đầu rất được trọng dụng. Tuy nhiên sau này, Thái hậu Thanh Triều vì sợ người tình lạm quyền, nhiều lần tìm thủ đoạn hạ bệ Dịch Thân Vương. Về cuối đời, Dịch Hân chết trong cảnh bị giáng chức. Khi lăng mộ của Tử Hy được khai quật, người ta tìm thấy trong quan tài một tấm nệm gấm dày 7 tấc, thêu chỉ vàng, nạm hơn 12.000 viên trân châu, 85 khối bảo thạch, 203 khối bạch ngọc. Nhiều người cho rằng chiếc nệm gấm này không phải ngẫu nhiên mà được đặt vào trong quan tài của lão Phật gia. Sinh thời, Dịch Thân Vương từng tặng cho Tử Hy một tấm nệm gấm tương tự. Thái hậu dùng nó để mua chuộc thái giám trong cung. Sau này bà vô cùng yêu thích nệm gấm, coi đó như một thứ đã đưa mình tới vị trí mẫu nghi thiên hạ. Cũng liên quan tới đời sống riêng tư của Tử Hy, có giả thiết còn khẳng định Quang Tự Đế chính là con riêng của lão Phật gia với một trong số các tình nhân của bà. Sau khi được sinh ra, Quang Tự được Tử Hy đưa tới phủ Thuần Thân Vương để nuôi nấng. Điều này cũng giải thích vì sao khi Đồng Trị còn sống, bà cương quyết không để ông chọn người thừa kế.
dù cho đồng chí không có con trai. Tuy nhiên ông hoàn toàn có thể tự mình lựa chọn người kế vị từ các hậu duệ hoàng tộc. Tuy nhiên Từ Hy ngang nhiên cướp đoạt quyền lợi này vì bản thân bà đã âm thầm chọn được người kế thừa. Và đó chính là một người con trai khác của bà là Quang Tự. Giả thiết Quang Tự Đế là con riêng của Từ Hy không chỉ xuất hiện trong Thanh Đại Giã Ký mà còn được xem là đề tài chủ lưu của các tài liệu giã sử thời bấy giờ. Đại thần phủ nội vụ Vinh Lộc. Vinh Lộc đảm nhiệm chức đại thần phủ nội vụ từ khi hoàng đế Đồng Trị còn tại vị. Năm 1874, Đồng Trị băng hà. Di ngôn của tiên đế khi đó có ủy thác cho Vinh Đại Nhân trọng trách chọn người kế vị. Cũng nhờ đó mà ông rất được Từ Hy nể trọng. Có người còn khẳng định vị đại thần nội vụ này chính là mối tình đầu của Tây Thái Hậu. Nhiều giai thoại truyền lại, thuở thiếu thời, Vinh Lộc từng một lần cứu Từ Hy khỏi bị cưỡng dâm. Từ Hy vô cùng cảm kích, đem lòng yêu Vinh Lộc cũng từ đó. Sau khi tiến cung cho tới lúc buông rẻm nhiếp chính, bà vẫn luôn duy trì mối quan hệ mập mờ với vị đại thần này. Trên thực tế, Vinh Lộc và Từ Hy luôn kề cận nhau như hình với bóng. Ông nghe theo Thái Hậu, không lập con trai Đồng Trị mà đưa em trai tiên đế là Quang Tự lên ngai vàng để Từ Hy buông rẻm nhiếp chính. Năm 1898, Hoàng đế Quang Tự muốn làm chủ thiên hạ, tổ chức cuộc Bách Nhật Duy Tân, tức biến pháp Mậu Tuất nhằm canh tân đất nước. Vinh Lộc khi ấy đã liên thủ cùng Từ Hy, gây sức ép lên Hoàng đế cùng triều thần để bãi bỏ hiến pháp. Khi liên quân tám nước đánh vào Bắc Kinh, trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Vinh Lộc vẫn kề vai sát cánh bên cạnh Từ Hy, cùng bà chạy trốn tới Tây An, sau đó lại cùng bà trở về Bắc Kinh. Không chỉ kề cận Thái Hậu, Vinh Lộc còn rất biết cách chiều lòng bị lão Phật gia khó tính này. Từ Hy sinh thời có một niềm yêu thích đặc biệt với dịp lễ Tết. Bà thích Tết không phải vì không khí nhộn nhịp của năm mới, mà đơn giản khi Tết đến, trong cung Thái Hậu sẽ chất đống quà mừng của các đại thần. Vinh Lộc hiểu rõ niềm yêu thích của Từ Hy, nên đã cất công tặng bà một báu vật vô cùng quý hiếm, phỉ thúy hình cải thảo. Đây là một trong những món bảo bối được Từ Hy quý trọng nhất lúc còn tại vị. Sau này Từ Hy qua đời, phỉ thúy hình cải thảo được tuẫn táng theo quan tài của bà. Cho tới nay, món bảo bối nặng tình này tới nay vẫn được trưng bày tại bảo tàng, tuy nhiên ít ai biết được ẩn tình đằng sau thứ chân bảo ấy. Phú thương họ Bạch. Vào năm Quang Tự thứ 8, thành Bắc Kinh khi ấy xôn xao về một phú thương họ Bạch chuyên buôn bán các loại chân bảo hiếm có trên đời. Tin đồn chẳng mấy bay đến tận Tử Cấm Thành. Thái giám Lý Liên Anh biết lão Phật gia vô cùng yêu thích chân bảo, liền cất công giới thiệu, sau đó mời phú thương nổi tiếng này vào cung. Tương truyền vị phú thương họ Bạch này tiêu dao phóng khoáng, trong tay lại có nhiều đá quý, bảo ngọc, liền được Từ Hy yêu thích mà giữ lại trong cung tới cả tháng trời. Không lâu sau khi phú thương rời đi, Từ Hy mang thai. Từ An Thái Hậu biết chuyện đã vô cùng giận dữ, lấy đó làm lý do phế bỏ danh vị hoàng hậu của Từ Hy. Nhưng chuyện phế lập còn chưa thành, Từ An đã chết không rõ nguyên nhân. Trong di hòa viên của Từ Hy khi ấy có một phòng chuyên cất chân bảo. Căn phòng lớn bốn phía kê đầy tủ gỗ, ô nào cũng đựng đầy các hộp gấm chứa đủ các loại bảo thạch đá quý bên trong. Theo giả sử ghi chép, phần lớn số chân bảo này đều do phú thương họ Bạch tặng Từ Hy làm quà. Tiểu nhị tiệm cơm họ Sử. Các thông tin từ sử liệu truyền lại rằng Từ Hy Thái Hậu trước kia đặc biệt thích ăn đồ ăn tại tiệm cơm Kim Hoa trong kinh thành, hàng ngày đều phái người đi mua. Chính vì vậy, tiểu nhị họ Sử của tiệm cơm này thường được thái giám Lý Liên Anh dẫn vào cung. Khi Từ Hy bắt gặp, không những không trách tội Lý thái giám vì đưa người ngoài vào cung mà còn vô cùng vui vẻ. Vì tiểu nhị họ Sử này có dáng dấp ngọc thụ lâm phong, dung nhan tuấn mỹ. Từ sau lần đó, ngày nào Từ Hy cũng cho họ Sử vào cung để tư thông, còn ban thưởng ngọc phỉ thúy. Một năm sau, Từ Hy sinh ra con trai nhưng không dám nuôi trong cung mà phải gửi ở chỗ thân vương Dịch Huyên. Để bưng bít vụ bê bối này, Tây Thái Hậu đã thẳng tay hạ sát tình nhân, còn không quên lấy lại số phỉ thúy đã ban thưởng. Cũng có người cho rằng đứa trẻ của Thái Hậu cùng tiểu nhị quán cơm này chính là Quang Tự Hoàng đế. Đây cũng được coi là một giả thuyết để giải thích việc Từ Hy không lập con trai của Đồng Trị mà cương quyết đưa em trai của tiên đế là Quang Tự lên ngôi. Nhạc công Trương Xuân Phố. Thành Bắc Kinh trước kia có một vị nhạc công nổi tiếng họ Trương tên Xuân Phố. Dù mang danh mãi nghệ kiếm tiền, nhưng tài đánh đàn của Trương nhạc công trong thiên hạ khó ai sánh kịp. Từ Hy trong lúc rảnh rỗi muốn học thêm cẩm nghệ, nghe được danh tiếng của Trương Xuân Phố, đã cho người với ông vào cung. Sau này Trương Xuân Phố thường xuyên được dẫn đến tẩm điện đánh đàn cho Thái Hậu. Theo quy củ trong cung, họ Trương này phải quỳ để đánh đàn, nhưng Thái Hậu miễn quỳ, cho ông được phép ngồi đối diện mình mà tấu nhạc.
Từ Hy đối với nhạc công này vô cùng yêu thích, thường xuyên ban thưởng, ngay cả trâm cài tóc phỉ thúy yêu thích nhất cũng tặng cho Trương Xuân Phố. Người tình ngoại quốc Edmund Beckhall. Ngoài quan dân Thanh Triều, Từ Hy còn bị đồn thổi có quan hệ tình ái với cả người nước ngoài. Edmund Beckhall là nhà văn nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn đến văn chương và chính trị nước Anh vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Sau này, ông được mẫu quốc cử tới làm việc trong đại sứ quán đặt tại Bắc Kinh. Cũng từ lúc này, Edmund bắt đầu trở thành tình nhân của Từ Hy Thái Hậu. Khi đó ông mới chỉ 30 tuổi. Cũng chính nhờ mối quan hệ này mà nhà văn trẻ người Anh đã nảy sinh niềm yêu thích đặc biệt với cuộc sống trong cung đình Thanh Triều. Khi trở về nước, ông đã hoàn thành cuốn sách Thái Hậu và Tôi để ghi lại những trải nghiệm trong thâm cung Thanh Triều, cùng kỷ niệm một thời với vị Thái Hậu nổi tiếng Trung Quốc. Ngay cả khi Từ Hy qua đời, nhà văn trẻ người Anh này vẫn dành cho bà một niềm quan tâm đặc biệt. Có người nói rằng, khi khâm liệm Từ Hy, các thái giám phát hiện thấy quan tài còn nhiều chỗ trống, liền nhanh chóng nhét thêm 4 hòm phỉ thúy, 22 khối ngọc các màu. Chỉ những chân bảo lấp chỗ trống này thôi cũng đã có giá trị lên tới 223 vạn lượng bạc trắng. Số châu báu này phần lớn đều là đồ tiến cống từ ngoại quốc do Edmund Beckhall đưa tới. Tổng quản thái giám An Đức Hải. An Đức Hải được Từ Hy biết tới khi còn là một đứa trẻ lanh lợi và có tố chất trung thành. Từ khi Tây Thái Hậu và Đông Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, cậu bé An Đức Hải ngày nào càng được sủng ái, trở thành một nô tài thân cận của Từ Hy. Truyền rằng An Đức Hải vốn trung thành, tận tụy và rất khéo léo chiều lòng chủ nhân. Biết Tây Thái Hậu thích xem kịch, thái giám họ An cho xây dựng một sân khấu kịch lộng lẫy ngay ở trong hậu cung, khiến Thái Hậu hết sức hài lòng. Chưa kể, Đức Hải có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ thư sinh, lại lanh lợi và hát kịch rất hay. Vị nữ hoàng không ngai của nhà Thanh ngày một sủng ái, yêu chiều tên thái giám. Thậm chí, có chuyện ly kỳ về mối quan hệ giữa Từ Hy với An Đức Hải đồn thổi rằng hai người có con với nhau khi Thái Hậu đã ở tuổi sấp xỉ ngũ tuần. Khắp nơi trong kinh thành, người ta kể cho nhau nghe chuyện An Đức Hải được Thái Hậu cho mặc long bào, được thưởng ngọc, mỗi lời nói ra chẳng khác nào thánh chỉ, ngày ngày vui đùa với Thái Hậu ở ngự hoa viên. An Đức Hải có thực sự là một thái giám hay không và chuyện Thái Hậu dâm loạn chết mê chết mệt tên thái giám có gương mặt đẹp không được ghi trong sử sách. Nhưng thực hư mọi chuyện ra sao, cả Thái Hậu và An Đức Hải đều đã lặng lẽ mang xuống mồ. Sau An Đức Hải, Thái Hậu có Lý Liên Anh. Chuyện kể rằng Lý Liên Anh thực chất chẳng có tài cán gì đặc biệt, nhưng hắn lại có biệt tài, chải tóc không đứt một sợi. Vào đúng thời điểm mà Thái Hậu sầu muộn vì chuyện tóc rụng và phải đội tóc giả. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho vị thái giám này được Thái Hậu sủng ái, chọn làm thầy dạy đạo dưỡng sinh mỗi tối. Tuy không biết hát kịch như tiền bối An Đức Hải, song Lý Liên Anh biết dùng mối quan hệ của mình để thường xuyên mời những đoàn ca kịch có nghề và hậu cung phục vụ Thái Hậu. Trong số đó có không ít những chàng đào kép đẹp trai. Chuyện kể rằng để thể hiện sự tận tụy và lòng trung thành, Lý Liên Anh bố trí phòng mình ngay cạnh phòng Thái Hậu để tiện phục vụ. Chưa kể một lần Thái Hậu tới thăm phòng, Lý Liên Anh còn trải một chiếc khăn vàng lên ghế rồi kính cẩn mời Thái Hậu ngồi. Thông minh, cẩn thận và khéo léo, Lý Liên Anh không để bị rơi vào kết cục bi thảm như An Đức Hải. Trái lại, vị thái giám thật giả lẫn lộn này được Từ Hy sủng ái cho tới cuối đời. Thái giám tâm phúc Lý Liên Anh. Lý Liên Anh vốn tên là Lý Tiến Hỷ, người gốc Hà Bắc, là thái giám thân tín bên cạnh Từ Hy gần 53 năm. Sinh thời, ông nhỏ hơn Từ Hy 13 tuổi, từ năm Hàm Phong thứ 9 đã vào cung làm thái giám. Là một người rất biết nói chuyện và có tài trải đầu nức tiếng xa gần, ông nhanh chóng có được sự chú ý cũng như sự yêu quý từ phía vị thái hậu khét tiếng này. Và tới năm 19 tuổi, hoạn quan họ Lý ấy đã trở thành nhị tổng quản trong Từ Cấm Thành. Sau cái chết của An Đức Hải, Lý Liên Anh nhanh chóng được thăng làm đại tổng quản thái giám khi mới bước sang tuổi 21. Thậm chí, ông còn được Từ Hy yêu quý tới mức khiến lão Phật gia sẵn sàng phá vỡ quy chế được đặt ra từ thời tổ tiên, thăng cho một hoạn quan lên tới hàng quan nhị phẩm. Về phần Lý Liên Anh, ông cũng cúc cung tận tụy hầu hạ Từ Hy cả một đời người và làm tròn chức trách của mình cho tới cả khi bà qua đời. Phải tới sau khi Từ Hy mất được 100 ngày, hoạn quan này mới xin xuất cung để về quê dưỡng già. Tuy nhiên, khi nhìn lại cuộc đời của ông, đứng trước sự thăng tiến nhanh chóng cùng với sự sủng ái đặc biệt mà Thái Hậu dành cho Lý Liên Anh, nhiều người đã tỏ ra không khỏi nghi ngờ. Thậm chí có giả thiết còn cho rằng, ông thực chất không phải thái giám thật nên mới được Từ Hy sủng ái tới vậy. Sở dĩ tin đồn liên quan tới thân phận thái giám của Lý Liên Anh được lưu truyền nhiều
là bởi vì vào năm 1966, người ta đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng khi vô tình khai quật lăng mộ của nhân vật này. Trước đó vào năm 1911, Lý Liên Anh qua đời ở tuổi 64 một cách hết sức bí ẩn. Và 55 năm sau đó, ngôi mộ của ông đã vô tình bị phá hư. Khi được mở ra, ngoài những đồ có giá trị được tùy táng cùng, người ta còn tìm thấy thi hài trong tình trạng. Bên trong có một hình người, có đầu, có tay, có chân và đắp chăn. Tuy nhiên, điểm đáng sợ lại nằm ở chỗ. Khi vén lớp chăn đó lên, những người này đã không khỏi kinh hãi khi phát hiện thi hài của ông chỉ có chiếc đầu lâu là thật, còn phần thân thể phía dưới toàn bộ đều làm từ vải bông. Hóa ra, lăng mộ nơi an táng Lý Liên Anh chỉ là mộ chôn thủ cấp. Điều này càng khiến cho nhiều người không khỏi nghi ngờ. Phải chăng hoạn quan này có bí mật gì đó về thân thể mà tới lúc chết vẫn không thể tiết lộ cho người khác? Thế nhưng giờ đây, tung tích thi hài của hoạn quan họ Lý đang ở đâu vẫn còn là một bí ẩn. Ngay tới chiếc đầu lâu được chôn trong mộ của ông sau khi tiến hành cải táng cũng đã biến mất không còn dấu vết. Cũng bởi vậy cho tới ngày nay, việc Lý Liên Anh có thật sự là thái giám giả hay không vẫn được xem như một trong những bí ẩn gây tranh cãi đối với hậu thế. Giai thoại bí ẩn về thứ xuân dược bí mật của Thái Hậu được cất giấu trong viên Minh Viên. Thanh Cung Tòa Văn có đoạn kể lại, có một khoảng thời gian Từ Hy đặc biệt yêu thích món thang họa quả, tức canh trứng luộc. Để chiều lòng Thái Hậu, các thái giám trong cung mỗi ngày đều tốn hơn 20 lượng bạc, còn phải cắt cử người ra ngoài, tìm tới tiệm cơm Kim Hoa để đặt hàng, rồi cho một tiểu nhị đưa món ăn ấy vào cung. Thế nhưng ai cũng biết rõ Tây Thái Hậu từ xưa tới nay sống xa hoa lãng phí. Món ăn hàng ngày đều là sơn hào hải vị, chẳng dễ gì lại say mê một món canh trứng luộc bình dân tới vậy. Hơn nữa, việc ngày ngày để người ngoài vào cung đưa thức ăn quả thực có điểm kỳ lạ. Vì vậy không ít người đều cho rằng đây chỉ là động thái nhằm che mắt để đưa những người tình bên ngoài vào gặp Từ Hy mà thôi. Bên cạnh đó, thời bấy giờ còn lưu truyền một giai thoại tương đối bí ẩn. Đó chính là câu chuyện Viên Minh Viên có giấu xuân dược, cách gọi thuốc kích dục thời xưa. Theo Tê Hà Các Giá Thừa có ghi lại một câu chuyện về vị quan nhỏ họ Đinh làm việc trong Hàn Lâm Viện, từng có dịp được Thái Hậu triệu kiến. Bấy giờ Từ Hy bất ngờ gọi người này tới Viên Minh Viên. Thế nhưng bởi vì đến quá sớm, vị quan này được thái giám mời vào ngồi chờ trong một phòng nghỉ. Trên bàn trà của căn phòng ấy vừa hay có bày một ít hoa quả. Vị quan họ Đinh thấy vậy liền thuận miệng ăn vài miếng. Nào ngờ trái cây vừa xuống tới bụng thì cơ thể đã nổi lên phản ứng sinh lý dị thường. Vì lúc ấy đang là giữa mùa hè, ông mặc quần áo tương đối mỏng nên không có cách nào che giấu sự bất thường của cơ thể. Sau một hồi toát mồ hôi do sợ hãi, vị quan này liền giả vờ đau bụng, xin phép về nhà xem bệnh để hôm khác ra mắt lão Phật gia. Sau khi được Từ Hy đồng ý, ông liền vội vã trở về nhà. Thế nhưng những phản ứng sinh lý bất thường kia phải tới một ngày sau đó mới biến mất. Về phần những thứ hoa quả trong Viên Minh Viên ẩn chứa huyền cơ gì, có lẽ không cần nói rõ cũng đã đủ hiểu. Chỉ có điều lý do vì sao những thứ xuân dược ấy lại xuất hiện ở nơi của Thái Hậu thì vẫn là điều mà ngày ấy không ai dám nói rõ. Cho tới ngày nay, chân tướng phía sau những tin đồn về đời sống riêng tư của Từ Hy Thái Hậu vẫn còn là điều bí ẩn. Thế nhưng việc bà trở thành nhân vật bị đả kích và thêu dệt nhiều đồn đoán không phải là điều khó hiểu. Bởi vị Thái Hậu này chính là một trong những người phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của Thanh Triều cũng như nhiều biến cố gây hỗn loạn Trung Hoa một thời. Trong sách 20 nữ nhân Trung Quốc tổng kết cuộc đời bà Hoàng hậu không ai này bằng mấy dòng sau. Từ sau chính biến Tân Dậu đoạt lấy chính quyền, hai lần buông rèm nghe chính sự, một lần giáo huấn chính sự, lập qua ba hoàng đế nhỏ là hoàng đế Đồng Trị, hoàng đế Quang Tự, hoàng đế Phổ Nghi, là ba vị hoàng đế cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Hoa, thao túng chính quyền đời Thanh gần nửa thế kỷ. Sau khi vua Hàm Phong chết, Đồng Trị lên ngôi khi còn nhỏ tuổi, bà ta đã buông xẻm nhiếp chính suốt 48 năm dòng. Bà đã không ngại ngần bày ra nhiều kế nhằm tiêu diệt những người không cùng phe cánh. Không ít người đã chết thảm bởi tay Từ Hy Thái Hậu. Rất nhiều sách sử đã chép rằng chính Từ Hy Thái Hậu là người đã ép vua Quang Tự cùng Ái Phi là Chân Phi tới chỗ chết. Song tội ác lớn nhất của Từ Hy Thái Hậu là đã làm mất chủ quyền dân tộc, làm cho Trung Quốc trở thành xã hội nửa thực dân, nửa phong kiến. Trong suốt 48 năm, Từ Hy Thái Hậu thâu tóm quyền lực trong tay, triều đình nhà Thanh đã ký với các nước đế quốc một số điều ước, hiệp ước ghi nhận sự mất chủ quyền dân tộc của Trung Quốc.